căn biệt thự đắt giá nhất Việt Nam. Đầu tiên là lâu đài Tổng Hải Sơn của đại gia Phủ Lý. Lâu đài có tổng diện tích lên tới 3.000 m2 với 4 mặt tiền, được coi là một trong những ngôi nhà đắt giá nhất Việt Nam. Thứ hai là biệt thự Gà Vàng của đại gia Phế Liệu, được coi là biệt thự đắt giá nhất Hà Nội. Ngôi nhà được thiết kế trên diện tích 400 m2, cao 5 tầng và gần bờ sông Tô Lịch. Đặc biệt, phần trên đỉnh của biệt thự gồm 6 con gà vàng trị giá tới hơn 20 tỷ đồng. Thứ ba là biệt thự rộng nhất Việt Nam 30.000 m2 của một đại gia bất động sản tại Thanh Hóa. Thứ tư, biệt thự Tamasago của Khải Xin được coi là biệt thự đắt giá nhất Sài Gòn. Vị đại gia đã phải bỏ ra 15 triệu đô cho căn biệt thự rộng 260 m2 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, và cuối cùng không thể thiếu lâu đài đẳng cấp bậc nhất Việt Nam, lâu đài Thành Thắng tại Ninh Bình. Lâu đài có giá trị lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. Công trình được lấy ý tưởng từ nhà thờ Thánh Peter và những công trình ở Vatican, kết hợp với một số chi tiết thuần Việt và sở thích của gia chủ. Khuôn viên của lâu đài rộng khoảng 10.000 m2 với hệ thống cổng và rào chắn kiên cố bao quanh mặt sàn xây dựng của lâu đài chính 6 tầng khoảng 2.000 m2.